Dạ, một cửa hàng ước lượng rằng trong tổng số khách hàng tính cửa hàng có bao nhiêu phần trăm khách hàng hỏi nhân viên bán hàng, 20% khách hàng mua sách và 15% khách hàng thực hiện cả hai điều trên. Gặp ngẫu nhiên một khách hàng trong nhà sách chính xác sức để người này A không thực hiện cả hai điều trên, B không mua sách, biết rằng người này đã hỏi nhân viên bán hàng. Rồi, thầy cảm ơn em. Không? Thì một cửa hàng sách này đó ước lượng là như thế này. Có 30% hỏi nhân viên bán hàng, 20% khách mua sách và 15 khách vừa hỏi nhân viên bán hàng mà vừa mua sách, đúng không? Thì ở đây là mình có hai cái biến cố mà em cần đặt tên, đó là biến cố một người khách mà em gặp ngẫu nhiên trong cái nhà sách đó, thì có hai cái biến cố là người này hỏi nhân viên bán hàng và người này mua sách. Thế mình sẽ đặt tên hai biến cố đó. Không? Mình đặt tên hai biến cố đó. Rồi. À, chúng ta đặt tên A là biến cố là khách hỏi nhân viên bán hàng và B là khách mua sách. Đúng không? Đó. Và rồi, chúng ta từ cái đề bài chúng ta có là xác suất hỏi nhân viên bán hàng là 0,3 nè. Xác suất mua sách là 0,2 và xác suất vừa hỏi nhân viên bán hàng và vừa mua sách là 0,15. Đúng chưa? Rồi, bây giờ cái câu A. Xác suất khách hàng không mua sách và cũng không hỏi nhân viên bán hàng, tức là không thực hiện cái hai điều trên, không 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 mua sách và cũng không hỏi nhân viên bán hàng, đi vô tham quan xong rồi gì à? Đúng không? Đấy, thì ở đây thì cái này có nghĩa là biến cố xác suất của biến cố A ngang là không mua, không hỏi nhân viên bán hàng, đúng không, và B ngang là không mua sách, là hai cái biến cố này giao với nhau. Nhưng mà em nhớ cái lượt đồ một găng của mình đó, trong cái phép toán giữa các biến cố đó, thì là giao của các biến cố đói nha, cái này là giao của các biến cố đói nè, nó sẽ bằng biến cố đói của biến cố hợp à, biến cố đói. Và cái này nó hiển nhiên thôi, cái này là không, trong hai biến cố này không có biến cố nào xảy ra hết, thì biến cố đói của nó là có ít nhất một biến cố xảy ra, mà có ít nhất là nó chính là A hợp B, đúng không? A hợp B là có ít nhất một trong hai biến cố xảy ra. Đấy. Và biến cố đói của nó là không có biến cố nào xảy ra. Đấy này. Và bây giờ mình lại áp dụng công thức xác suất của biến cố đói thì bằng là 1 trừ cho xác suất của biến cố A hợp B. Đúng chưa? Ở đây là từ cái dấu bằng thứ hai là mình dùng công thức cho xác suất biến cố đói, đúng chưa? Tới cái dấu bằng thứ ba này là cái gì đây? Là mình áp dụng công thức cộng xác suất. Công thức cộng xác suất là cái gì các em? Công thức cộng xác suất. Thì công thức cộng xác suất thì nhắc lại cho các em nhớ là xác suất của biến cố A hợp B. A hợp B bằng xác suất biến cố A cộng xác suất biến cố B rồi trừ cho xác suất của biến cố A giao B, đúng chưa? Đó, thì cái công thức này công thức cộng xác suất nè, mình đã vận dụng vô chỗ cái dấu bằng thứ đây là cái dấu bằng thứ ba, không là dấu bằng thứ ba, và dấu bằng thứ tư thì mình thế số vô mình tính thôi. Đấy. Như vậy thì cái biến cố này nó nằm ở đâu, thì nhắc lại là khi mà em có một cái không gian mẫu, không, khi mà em có một cái không gian mẫu, ví dụ như mình có một cái không gian mẫu như thế này, không, và hai biến cố AB, thầy vẽ bên đây đi, giả sử như mình có một cái không gian mẫu là mình ký hiệu là một cái hình vuông ở ngoài đi. Đó, bây giờ mình có hai biến cố AB là như thế này, biến cố A và biến cố B này. Không? Ở đây là biến cố A. Ở đây là biến cố A. Ở đây là biến cố B.
Đấy, thì cái biến cố A giao B là nó nằm ở đâu? Đây, cái này nó chính là A giao B đây, là phần màu vàng đó. À, xin lỗi, cái phần màu vàng này nó chính là gì? Nó chính là A ngang. Chỗ này phần màu vàng này nó chính là A ngang giao với B ngang, và cả hai cái này đều không xảy ra, đúng không? Phần màu vàng này nó chính là A ngang giao với B ngang, và mình đã tính xác suất của biến cố này ở trong cái bài này là bằng 0,65. Bây giờ câu B là xác suất điều kiện là không mua sách, biết rằng họ người này đã hỏi nhân viên bán hàng. Không mua sách là biến cố B ngang, và người này đã hỏi nhân viên bán hàng tức là biến cố A. Như vậy thì nếu như biết biến cố A đã xảy ra thì xác suất của biến cố B ngang là bao nhiêu? Đúng không? Thì ở đây thì xác suất của biến cố B ngang tức là không mua sách, biết rằng đã hỏi nhân viên bán hàng. Ở đây thì dấu bằng thứ nhất, cái này là mình đã tính bằng cái công thức xác suất điều kiện, đúng không? Thì xác suất của biến cố B ngang với điều kiện A nó sẽ bằng xác suất của biến cố A B ngang chia cho xác suất biến cố A, đúng không? Và nó bằng là xác suất của biến cố A trừ cho dấu bằng thứ hai, đó là mình áp dụng công thức biến cố hiệu, đúng không? Cái này là A trừ B nè, đúng không? Thì hôm trước là khi mà mình học cái tính chất của xác suất là mình có công thức này rồi nè. Xác suất của biến cố A B ngang thì bằng xác suất của biến cố A trừ cho xác suất của biến cố A AB, đúng chưa? Đấy. Thì cái này là khi mình học phần tính chất xác suất là mình đã có biết cái công thức này rồi. Đó. Thì mình thấy số vô thôi, thấy số vô thì xác suất này bằng 0,5. Đó. Thì ở đây là thầy đã hướng dẫn cho các em giải cái bài tập số 3 của cái chương 1. Không? Bài tập số 3 của chương 1. Thầy là trong một đội tuyển có hai vận động viên A và B thi đấu. A thi đấu trước và có hy vọng 80% thắng trận. Do ảnh hưởng tinh thần, nếu A thắng trận thì có 60% khả năng B thắng trận. Còn nếu A thua thì có khả năng này của B chỉ còn 30%. Tính xác suất của các biến cố sau: A B thắng trận, B là đội tuyển chỉ thắng trận có một trận. Đội tuyển chỉ thắng có một trận. Rồi, đội tuyển chỉ thắng. Rồi cảm ơn em, thầy cảm ơn em. Rồi. Thì này nó tính B đội, để tính xác suất để đội tuyển để vận động viên B thắng. Không. Vận động viên B thắng. Thì ở đây mình gọi tên hai biến cố theo tên hai vận động viên luôn. Rồi A là biến cố vận động viên A thắng và B là biến cố vận động viên B thắng. Thì theo đề bài đó thì chúng ta có các cái xác suất như sau: xác suất của biến cố A. Xác suất biến cố A tức là xác suất A thắng trận là 0,8, đề bài nó cho nè. Và xác suất của biến cố B với điều kiện A. B với điều kiện A ở đây có nghĩa là B thắng với điều kiện A thắng là 0,6. Và xác suất B thắng với điều kiện là A thua là 0,3. Đúng chưa? Thì cái đề nó cho như thế. Bây giờ mình sẽ tính xác suất của biến cố B. Là ở đây là mình dùng xác suất mình dùng công thức xác suất đầy đủ để mà tính xác suất của biến cố B luôn. Đây là công thức xác suất đầy đủ. Mình khỏi lại càng dùng cái dòng phía trên, dòng phía dưới luôn. Dòng phía dưới này luôn, không? Thì xác suất của biến cố A của biến cố B thì bằng xác suất biến cố A nhân cho xác suất biến cố B với điều kiện A cộng cho xác suất của biến cố A ngang nhân với xác suất biến cố B với điều kiện A ngang. Thì trong trường hợp này em, trong trường hợp này thì cái ở đây đó, trong trường hợp này thì cái A và A ngang cái này là hệ đầy đủ biến cố. Không.
Thì trong trường hợp này thì A và A ngang là hệ đầy đủ biến cố, và mình áp dụng công thức này gọi là công thức xác suất đầy đủ. Xác suất đầy đủ. Thấy không? Đấy. Và như thế thì mình thế số vô thôi. Thế số vô thì ở đây là xác suất biến cố A là 0,8 nè. Không, xác suất B với điều kiện A để cho là 0,6 nè. A ngang thì mình lấy 1 trừ BA thôi. BA là bằng 0,8, vậy là BA ngang là bằng 0,2 đúng không? Và xác suất biến cố B với điều kiện A ngang là bằng 0,3, thế vô là cái này ra 0,54. Thế bây giờ xác suất đội tuyển chỉ thắng có một trận là câu B đó. Xác suất đội tuyển chỉ thắng có một trận. Thắng một trận có nghĩa là A thắng mà B thua, hoặc là A thua B thắng, phải không? Tức là nó có hai trường hợp như thế. Là A thắng là B thua nè, và A thua B thắng. Và ở đây thì em có thể sử dụng công thức xác suất của biến cố hiệu. Là xác suất này là có nghĩa là A trừ B, A trừ B thì bằng xác suất A trừ cho xác suất của biến cố A do B. Đúng không? Rồi xác suất của B trừ A thì bằng xác suất biến cố B trừ xác suất của biến cố A do B. Và mình thế số vô thì nó ra được kết quả như thế này. Thế bây giờ thầy sẽ hỏi các em một câu hỏi là như thế này. Thế thì giả sử như đây thầy hỏi thêm câu C là xác suất đội tuyển thắng ít nhất một trận là bao nhiêu? Thắng ít nhất ha. Chạy. Ít nhất. Một trận. Bằng bao nhiêu? Có ai có câu trả lời không? Thắng ít nhất một trận tức là biến cố nào các em? Để biến cố này không? Xác suất của biến cố A hợp B. Cái này có ai có câu trả lời nói cho thầy nha coi. Vậy thì em tính rồi xác suất không thắng trận nào là sao? Là bao nhiêu? Tức là mình cần tính xác suất không thắng trận nào phải không? Bằng 1 trừ cho xác suất của biến cố A ngang. B ngang. Cái xác suất này em tính được không ạ? Được á. Đúng không? Rồi xác suất của biến cố A ngang B ngang nè. Bây giờ mình tính xác suất của biến cố A ngang B ngang. Mình có thể sử dụng công thức nhân xác suất vô trong trường hợp này á. Tức là bằng B A ngang. Đúng không? Rồi nhân cho là BB ngang với điều kiện A ngang. Cái này bao nhiêu em? Phải 0,2 không? A thua là 0,2. Còn cái này là B thua trong trường hợp A thua nè. Đúng không? Là cái này ra nhiêu? Đố các em biết là chỗ này ra nhiêu? À, các em thấy là chỗ này là B thắng. Trong trường hợp A thua thì xác suất B thắng là bao nhiêu các em? 0,3. Thấy không? Như vậy thì chỗ này trong trường hợp A thua thì xác suất B thua là nhiêu các em? B thua là nhiêu? Có ai trả lời chứ nhỉ? Gọi tên. 0,7 thầy. Sao trả lời sớm? Trả lời sớm vậy Tuấn kêu trả lời. Cái thằng này thiệt tình. Rồi, vậy thì cái này là 0,7 đúng không? 0,7. À, chỗ này thì ghi vô là 0,7 nè. 0,7. 0,7 nhân vô là 0,14 đúng không? Và chỗ này mình lấy 1 trừ 0,14 là nó ra 0,86. Đúng chưa? Đây là tính thông qua biến cố đối mà mình có thể tính trực tiếp được cũng được.
là a hợp b là bằng gì các em? À, tính trực tiếp là bằng ba nè, à, cộng bb, đúng không? Rồi trừ cho bab, đúng chưa? Nhưng mà bab này mình có tính ra chưa? Bab này chưa có, đúng không? Rồi mình phải tính ra cái này nè. Đấy, thì cái đối với hai công thức, không hai cái cách, cách một cách hai này em làm cách nào nó cũng khó như nhau à. Nhưng mà điều ra không phải 86 hết đó. Bây giờ